Vâng, như vậy là các thí sinh ở Hà Nội đã chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2023-2024 với môn thi đầu tiên là môn ngữ văn vào sáng nay. Sau 120 phút làm bài thi, đa số thí sinh cho biết để thi dễ, không đánh đố. Ngay từ sáng sớm, nhiều thí sinh đã có mặt tại điểm thi trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Với môn thi đầu tiên là ngữ văn, các em đều tranh thủ ôn bài trước khi vào phòng thi. Dù đã ôn tập thật kỹ, tuy nhiên trước một kỳ thi quan trọng, các em thấy khá hồi hộp, nhiều em mong đề thi sẽ trúng tủ. Mong là vào tiểu đội xe không kính hoặc là lặng lẽ sao bạn, tại vì hai bài đấy em cảm thấy em nhớ nhất. Em học tủ một vài bài chuyện trung đại với cả chuyện ngắn ạ. Là Hoàng Lê Nhất Thống Chí, Kiều ở Lầu Ngưng Bích với cả Những Ngôi Sao Xa Xôi ạ. Bởi vì em thấy bài đấy ít thi nên là em có linh cảm ạ. Sau 120 phút làm bài thi, nhiều thí sinh cho biết đề thi năm nay ở mức độ trung bình, bám sát kiến thức cơ bản, vừa sức, cấu trúc đề thi không mới. Tác phẩm Những Ngôi Sao Xa Xôi của nhà văn Lê Minh Khuê và ý nghĩa của việc làm chủ cảm xúc bản thân là nội dung của đề thi năm nay. Hầu hết các thí sinh đều tự tin với bài làm của mình. Nghĩ đề năm nay cũng không phải là quá khó, nó cũng tầm trung bình, em làm khoảng tầm 80%. Em nghĩ là được 90% vì đề khá sát những đề các cô đã cho ôn, vì năm nay dễ đoán đề. Hoàn thành môn thi ngữ văn, các thí sinh cho biết như đã đi hết nửa chặng đường của kỳ thi. Vào buổi chiều nay mùng 10 tháng 6, các em sẽ làm bài thi trắc nghiệm môn ngoại ngữ trong thời gian 60 phút, thời gian bắt đầu làm bài từ 14 giờ. Thưa quý vị, sáng nay gần 105.000 học sinh Hà Nội bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 với bài thi môn ngữ văn và ngoại ngữ. Trong khi số chỉ tiêu tuyển vào các trường trung học phổ thông công lập chỉ khoảng 72.000, với việc chỉ chọn ra gần 60% số học sinh trong tổng số học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở để tuyển vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập, khiến đây trở thành kỳ thi có tính cạnh tranh gay gắt với tỷ lệ chọi cao. Phóng viên Tuyết Nhung đưa tin từ điểm thi đặt tại trường trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Tôi đang có mặt tại điểm thi đặt tại trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Và đây là một trong 201 điểm thi trong kỳ thi vào lớp 10 công lập năm nay của Hà Nội được đặt tại các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố. Điểm thi này thì có 21 phòng thi với khoảng hơn 500 thí sinh. Ngay từ đầu giờ sáng thì nhiều thí sinh đã đến sớm mang theo sách vở để tranh thủ ôn tập thêm môn ngữ văn trước khi vào phòng thi. Các thí sinh thi môn ngữ văn sẽ làm bài thi trong vòng 120 phút. Vì đây là môn thi có điểm nhân hệ số 2 nên môn ngữ văn có ý nghĩa khá quan trọng. Trong kỳ thi vào lớp 10 năm nay của thành phố Hà Nội thì trường Trung học phổ thông Khương Hạ có tỷ lệ chọi cao nhất là 1/3,55, tức là gần 4 thí sinh dự thi thì mới có 1 thí sinh trúng tuyển. Tuy nhiên bên cạnh đó thì có những trường Trung học phổ thông có tỷ lệ chọi cũng rất thấp, thậm chí là có không ít trường số thí sinh đăng ký vào nguyện vọng 1 của trường còn thấp hơn cả chỉ tiêu. Và các trường này thì đều ở các khu vực huyện ngoại thành của Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, vào chiều nay thì các sĩ tử sinh năm 2008 sẽ làm bài thi môn ngoại ngữ với thời gian làm bài là 60 phút, thời gian bắt đầu làm bài là 14 giờ và các thí sinh thì phải có mặt tại phòng thi từ lúc 13 giờ. Năm nay thì Hà Nội huy động hơn 20.000 giáo viên làm công tác coi thi chấm thi và dự kiến chậm nhất vào ngày 4 tháng 7 tới đây thì Hà Nội sẽ công bố điểm thi vào lớp 10 trung học phổ thông công lập. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa phối hợp cùng trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tập huấn chạy thử phần mềm hỗ trợ tuyển sinh chung năm 2023. Hơn 500 đại biểu là lãnh đạo và chuyên viên đến từ các sở giáo dục và đào tạo, các trường đại học, cao đẳng khu vực phía Nam từ Đà Nẵng trở vào đã tham dự. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết công tác tuyển sinh năm 2023 về cơ bản giữ ổn định như năm 2022 nhưng tiếp tục cải thiện, đổi mới về mặt kỹ thuật tuyển sinh. Khâu kỹ thuật trong mùa tuyển sinh năm nay sẽ được đơn giản hóa để thí sinh tránh tối đa việc nhầm lẫn giữa các phương thức xét tuyển. Các thí sinh sẽ đăng ký xét tuyển theo mã tuyển sinh hay theo ngành thay vì đăng ký theo phương thức xét tuyển. Bộ Giáo dục khẳng định những đổi mới mang tính kỹ thuật, đặc biệt là tính ứng dụng công nghệ thông tin triệt để trong tất cả các khâu tuyển sinh. Thí sinh đăng ký thông tin trực tuyến hoàn toàn trên cổng thông tin chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ giúp cho quá trình đăng ký thông tin nhanh chóng, chính xác, tiết kiệm thời gian, giảm được tình trạng đăng ký nguyện vọng ảo, từ đó mang lại lợi ích cho cả thí sinh và các trường đại học, cao đẳng trên phạm vi cả nước. Tại hội nghị lần này, hơn 500 đại biểu cũng được các chuyên gia đến từ Cục Công nghệ Thông tin hướng dẫn sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh chung năm 2023, sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu về giáo dục đại học,
đồng thời tham gia thử nghiệm, tập huấn trên máy tính, cập nhật các thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2023 vào hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân TP.HCM vừa thông qua kế hoạch khởi công dự án Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua thành phố vào ngày 18 tháng 6 tới, sớm hơn kế hoạch đề ra là gần 2 tuần. Đây được xem là kết quả khởi sắc khi thời gian vừa qua nhiều dự án trọng điểm của TP.HCM rơi vào tình trạng chậm tiến độ. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM, đơn vị chủ đầu tư dự án, những phần việc quan trọng để khởi công đó là mặt bằng và nhà thầu, tư vấn giám sát hiện cơ bản đã được đáp ứng. Tính đến nay, có 335 trên 410 ha diện tích mặt bằng cần thu hồi cho dự án đã được bàn giao, chiếm tỷ lệ 81,8%, vượt mục tiêu đề ra là 70%. Có những địa phương đã đạt được những cái kết quả rất là phấn khởi, cao nhất đó là Hóc Môn với tỷ lệ hiện nay đã đạt là 93%, Bình Chánh là 76%, 86%, và như vậy thì so với cái mốc từ đây đến ngày 15 tháng 6 chắc chắn các cái tỷ lệ này sẽ tiếp tục được tăng lên. Dù khởi công dự án sớm hơn kế hoạch, nhưng theo phía chủ đầu tư, sau lễ khởi công, để đảm bảo hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng cho hai giai đoạn và triển khai đồng bộ việc thi công trên toàn 47 km vành đai 3, đoạn thành phố Hồ Chí Minh, hay như chất lượng công trình cần sự phối hợp đồng bộ của các tỉnh Long An, Đồng Nai, Bình Dương, đây là thách thức rất lớn. Dự án vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh dự kiến hoàn thành cơ bản và thông xe vào cuối năm 2025 và hoàn thành toàn bộ công trình trong năm 2026. Thưa quý vị, sáng nay, Cục Tần số Vô tuyến điện đã tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh vai trò của Cục trong việc quản lý phổ tần số vô tuyến điện, phổ cập điện thoại truyền hình tới người dân, tạo môi trường cạnh tranh công bằng cho doanh nghiệp. Đồng thời, Bộ trưởng kỳ vọng vào tốc độ chuyển đổi số nhanh chóng hơn của Cục. Bên cạnh đó, đánh giá tần số không còn là vấn đề thuần túy kỹ thuật mà là vấn đề kỹ thuật, kinh tế, là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, càng dùng càng mở rộng, càng dùng càng giá trị. Trong 30 năm hoạt động, Cục Tần số Vô tuyến điện Việt Nam đạt được nhiều cột mốc đáng nhớ. Trong đó có thể kể đến việc cấp phép băng tần 2G đầu tiên vào năm 1994, giành quyền phủ sóng phát thanh truyền hình tại quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa vào năm 1997, đưa vào hoạt động liên lạc kết nối vệ tinh Vinasat 1 năm 2008, Vinasat 2 vào năm 2012, cấp giấy phép 4G vào năm 2016, hoàn thành đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất, ngừng phát sóng hoàn toàn truyền hình tương tự mặt đất sau hơn 50 năm tồn tại vào năm 2020. Nhân sự ban đầu là 30 người, nay đã tăng lên 318 người, đảm nhận trách nhiệm quản lý toàn diện hệ thống tần số thông tin, được coi là tài nguyên quý báu và tiềm năng của quốc gia, phục vụ trực tiếp lĩnh vực an ninh quốc phòng, y tế, hàng không, sản xuất, khai thác, dịch vụ viễn thông xã hội trên cả mặt đất và không gian, đáp ứng yêu cầu chủ động, tích cực hội nhập và thực hiện các cam kết quốc tế.